Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Nga, hãng sản xuất đồ chơi Lego dừng hoạt động. Ngày 12 tháng 7, hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Lego thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Nga, chấm dứt tuyển dụng lao động tại đây cũng như quan hệ đối tác với một công ty vốn vận hành hơn 80 cửa hàng ở quốc gia này. Người phát ngôn của Lego cho biết việc dừng hoạt động thương mại vô thời hạn tại Nga xuất phát từ sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận hành tại nước này. Động thái này đồng nghĩa với việc hãng sản xuất đồ chơi của Đan Mạch sẽ dừng sử dụng hầu hết lao động tại Nga, cũng như quan hệ đối tác với tập đoàn bán lẻ sáng tạo Inventive Retail Group của Nga. Tập đoàn này vận hành 81 cửa hàng bán các sản phẩm của Lego. Hồi tháng 3, Lego đã quyết định đình chỉ vận chuyển các đơn hàng đến Nga sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Đầu tháng 5 vừa qua, Nga đã đưa các sản phẩm của Lego vào danh sách những mặt hàng có thể nhập vào nước này mà không cần thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị chủ quản, nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Trong số danh sách trên còn có các điện thoại thông minh của Samsung, Apple, các hãng xe lớn, đồ chơi điện tử. Tháng 6 vừa qua, tập đoàn sản xuất lốp xe Michelin của Pháp cho biết đang lên kế hoạch chuyển giao các hoạt động của hãng tại Nga cho địa phương quản lý. Trong thông báo, công ty Michelin nêu rõ, sau khi đình chỉ hoạt động sản xuất tại Nga vào ngày 15 tháng 3, về mặt kỹ thuật, doanh nghiệp này không thể nối lại sản xuất do vấn đề nguồn cung. Do đó, tập đoàn này buộc phải chuyển giao toàn bộ hoạt động tại Nga vào cuối năm 2022. Thực thể mới sau hoạt động qua một cơ cấu độc lập hoàn toàn với Michelin. Tại Anh Quốc, tờ Evening Standard báo lỗ gần 70 triệu bảng trong 5 năm. Tờ Evening Standard của Anh mới đây đã thông báo khoản lỗ 14 triệu bảng Anh trong năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tiếp tục làm giảm nguồn thu nhập từ quảng cáo và doanh số bán báo lẻ, đưa tổng mức lỗ của tờ báo này trong 5 năm qua lên tới gần 70 triệu bảng Anh. Trong bối cảnh đó, tờ báo này đã phải thực hiện cắt giảm chi phí lớn trong thời gian dịch bệnh. Theo đó, lực lượng lao động của Evening Standard đã giảm hơn 25% từ 320 người xuống 236 người tính đến ngày 3 tháng 10 2021. Tờ Evening Standard đã báo cáo doanh thu giảm 36% từ mức 44 triệu bảng Anh trong năm 2020 xuống 28 triệu bảng vào năm 2021, do nguồn thu của tờ báo này 90% phụ thuộc vào quảng cáo. Evening Standard cho hay đại dịch COVID-19 tiếp tục làm giảm doanh thu từ quảng cáo trên toàn ngành, ít người đi lại bằng phương tiện công cộng ở thủ đô London, cùng với việc thiếu tầm nhìn tương lai đã dẫn đến một số thách thức. Những thách thức về doanh thu đối với báo in đòi hỏi Evening Standard phải tính toán chi phí. Doanh thu từ việc bán báo in giảm khoảng 30%, khiến nguồn lương và lương hưu trả cho người lao động cũng giảm từ 21 triệu bảng xuống 16 triệu bảng. Thưa quý vị, thế giới sắp đón siêu trăng lớn sáng nhất năm. Trăng tròn trong ngày 13 tháng 7 sẽ lớn và sáng hơn bất kỳ đợt trăng tròn nào trong năm 2022 do trùng với thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất. Mặt trăng sẽ tiến tới điểm gần trái đất nhất trong năm 2022, gọi là cận điểm, ở cách hành tinh 357.264 km. Siêu trăng sẽ đạt đỉnh khi mặt trăng ở đúng cận điểm. Để quan sát mặt trăng rõ nhất, Noah Petrel, giám đốc phòng thí nghiệm địa lý, địa vật lý và địa hóa học của NASA, khuyên người dân nên tránh khu vực bao quanh bởi rừng rậm và nhà cao tầng. Siêu trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với khi mặt trăng nằm ở cùng điểm xa trái đất nhất trên quỹ đạo. Hiệu ứng này sẽ được phóng đại vào lúc mặt trăng ở gần đường chân trời khi mọc hoặc lặn. Đó là do hiện tượng mang tên ảo giác mặt trăng.
Theo sách niên giám O Farmer Almanac, thế giới sẽ đón thêm một lần nguyệt thực toàn phần và một lần nhật thực bán phần trong năm 2022. Nhật thực bán phần diễn ra hôm 25 tháng 10 và chỉ có thể quan sát từ Greenland, Iceland, châu Âu, Đông Bắc châu Phi, Trung Đông, Tây Á, Ấn Độ và phía Tây Trung Quốc. Nguyệt thực toàn phần sẽ có thể quan sát ở châu Á, Australia, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Nam Mỹ vào ngày 8 tháng 11. Italy cảnh báo TikTok về các quy tắc quyền riêng tư. Ngày 11 tháng 7, cơ quan bảo vệ dữ liệu gọi tắt là DPA của Italy đã chính thức cảnh báo ứng dụng chia sẻ video TikTok về hành vi bị cáo buộc là vi phạm các quy tắc hiện hành của Liên Âu về bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. DPA cho biết họ đã bắt đầu ngay lập tức một cuộc điều tra thực tế khi được biết về kế hoạch sửa đổi chính sách quyền riêng tư của TikTok. Thông cáo trên viết, cả hai công cụ pháp lý đều quy định rõ ràng rằng sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là cơ sở pháp lý duy nhất để lưu trữ thông tin hoặc giành quyền truy cập vào thông tin đã được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối của người đăng ký hoặc người dùng. DPA cũng đã nêu ra những lo ngại về rủi ro của việc TikTok nhắm đến trẻ em nếu tiếp tục những thay đổi, do trước đó đã có những vấn đề mà TikTok gặp phải trong việc theo dõi chính xác độ tuổi của người dùng. Theo cơ quan trên, trong những tuần gần đây, TikTok đã thông báo với người dùng rằng họ sẽ phân phối quảng cáo có mục tiêu từ ngày 13 tháng 7 mà không cần sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của họ. Khi thay đổi chính sách bảo mật của mình, TikTok tuyên bố đang hành động vì lợi ích hợp pháp của công ty và các đối tác, nhưng cơ quan giám sát của Italy cho biết cơ sở pháp lý như vậy không phù hợp với các quy tắc về quyền riêng tư của Liên Âu. Cơ quan giám sát của Italy cho biết họ bảo lưu quyền áp đặt các hạn chế không xác định nếu TikTok không rút lại các thay đổi chính sách đã công bố. Hiện tại, các công ty hoạt động ở Liên Âu có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 4% doanh thu toàn cầu do vi phạm quyền riêng tư. Cá khổng lồ quý hiếm tái xuất ở vùng biển sâu 2.000 mét tại Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ quay được video về một loài cá quý hiếm khổng lồ ở Thái Bình Dương, được gọi là Yokozuna. Các chuyên gia phỏng đoán rằng chúng có thể là động vật săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn trong khu vực. Theo đài truyền hình NHK, loài cá này được phát hiện cách đây vài năm ở vịnh Suruga, miền Trung Nhật Bản, và được xác định là một loài mới. Cho đến nay, chỉ có 6 cá thể Yokozuna được đánh bắt hoặc chụp ảnh lại, nên chỉ có rất ít thông tin về chúng. Những cá thể Yokozuna bắt được dài từ 1.2 đến 1.4 mét và nặng từ 15 đến 25 kg. Tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Biển Nhật Bản đặt một camera ở độ sâu 2.000 mét dưới đáy biển, cách đảo Hajio thuộc quần đảo Aizu khoảng 100 km về phía tây nam và ghi lại được hình ảnh một con cá Yokozuna có thân dài khoảng 2.53 mét, lớn hơn nhiều so với những cá thể ở vịnh Suruga. Loài cá này thuộc bộ Allopocephaliformes. Về mặt phân loại, nhưng hầu hết thành viên của bộ này có chiều dài trung bình từ 30 đến 40cm. Ngược lại, Yokozuna có kích thước khổng lồ khó giải thích. Sau khi xác định đầy đủ các dấu hiệu, các nhà khoa học khẳng định loài cá khổng lồ dưới đáy biển sâu này là loài mới chưa từng được phát hiện, đồng thời công bố tên chính thức của chúng. Video cho thấy Yokozuna toàn thân màu đen, không có vảy trên đầu, cơ thể có hình dạng mờ ảo giống một quả ngư lôi dưới đáy biển. Các nhà nghiên cứu khẳng định địa điểm phát hiện ra loài cá lạ khổng lồ này khác với vịnh Suruga. Điều này cho thấy cá Yokozuna có thể sinh tồn rộng rãi ở vùng biển sâu Bắc Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Thúy Hằng cảm ơn cho sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Thúy Hằng xin kính chúc cho quý vị một ngày mới bình an.